Bí kíp hạnh phúc với những thông tin bổ ích và những câu chuyện hài hước không thể bỏ lỡ. Ai giấu dĩa bài của cô ấy xin hãy trả lại giùm. Những biến chứng khi tiêm Botox và filler. Nó đi chích là người ta đẹp. Cái mặt nó đẹp, nó căng đẹp thì có mà giờ nó đơ, nó cảm giác. Làm gì khi những anh chồng mê dậu giấc ngủ chưa thế nào để tốt cho sức khỏe? Ai đây? Trời đất quỷ thần ơi. Một giấc ngủ trưa triền miên. Một giấc ngủ trưa dài một lần là 3-4 tiếng. Tất cả sẽ có trong bí kíp hạnh phúc. Được phát sóng vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Kính mời quý khán giả đón xem.